Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn đã trở lại kênh của mình hôm nay nha. Mình làm bánh khép để cho mấy con nó ăn buổi xế chiều nè. Rồi tại chiều nay tụi đó không có đi học á, mới đi làm về đòi ăn khép, cho nên là mẹ phải chuẩn bị mấy nguyên liệu để làm bánh khép cho tụi nó, cho nên mình làm video để chia sẻ với cả nhà luôn. Ở đây mình có bột mì đa dụng đó, mình có 330 g bột mì ha. Đây mình có 4 trứng. Rồi ở đây mình có 25 g đường. Đường đáng lẽ đường trắng nhưng mà ở nhà mình hết đường trắng đó, cho nên mình xài đường vàng luôn. Rồi mình có 60 g bơ. Rồi mình có 600 ml sữa tươi không đường nha. Mình có tí xíu muối, mình có cái bịch vani đó, súp vani dê đó. Này có nghĩa là đường vani đó, nó có mùi thơm vani. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi làm cho bơ nó chảy ra nha, để mình quậy bột, trộn bột Cho nữa. trứng vô. Nãy mình cho đường với muối rồi, bây giờ mình sẽ cho trứng vô. Cho trứng vô là ngoài gì? Rồi, con ngồi đàng hoàng chân té đó. Rồi bây giờ này ngồi đàng hoàng chân té. Nè, bây giờ mình sẽ chọn cái này cho nó đều ha. Mình sẽ cho sữa từ từ vô nữa nè. Nè, cái này là sữa nó lạnh nha, chứ không có nóng nha. Sẽ chọn tiếp. Một hồi nữa tới con, cái này mẹ đang sửa, đổ mẹ sữa vô. Ngồi xuống đàng hoàng, anh ba đang quay. Mẹ là cái này là con làm. Quay một hồi tới con bỏ cái đó. Đó mình phải đổ từ từ vậy. Trộn cho nó đều từ từ xong rồi mình mới trộn tiếp. Rồi thì mình cho này. Rồi sẽ cho hết cái sữa còn lại vô luôn. Xong rồi bây giờ Elina cho súp vani dê vô. Elina mở ra. Này mẹ mở cho một cái. Elina bỏ súp vani dê vô, đổ vô. Rồi, một cái nữa. Rồi, giờ sau cùng mình sẽ cho cái súp vani dê vô. Được chưa? Quậy. Rồi con quậy đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bơ. Cái này là 60 g bơ mình làm cho nó chảy rồi nè. Con làm luôn. Rồi cẩn thận. Rồi, quậy lên. Quậy lên đi con. Dạ. Chưa? Không cần nói trên này con muốn làm giống mẹ này. Rồi mình quậy lên nó đều vậy ha. Xong rồi cái bây giờ mình muốn cho nó tan hết á, mình lượt qua cái rây như vậy này. Rồi Elina dịnh nha. Đây, giờ mình sẽ đổ nó qua cái rây như vậy nè, để mình mới cho nó đều đó, nó nhuyễn á. Rồi cái nào nó còn cặn như vậy nè thì mình dùng cái này, cái phới mình đánh nó ra đó, như vậy là nó đều hết luôn rồi. Nè coi này, nó giờ mình sẽ dùng như vậy ha. Mình sẽ quậy nó đều hết. Nó quậy cho nó tới khi mà nó không còn miếng nào đâu. Mẹ thấy rồi. À, hồi nãy nó nhiều. Thế mà mình quậy bây giờ nó còn có bao nhiêu đây thôi. Rồi nó chảy xuống dưới. Dưới này. Thank you.
bột mình để nãy giờ xong rồi đó, rồi cho nên là bây giờ mình ăn đậu khép đây. Nó chín một bề xong cái mình lật trở lại, mình dùng cái sạn á, mình lật trở lại đây nè, bột mình để nghỉ nãy giờ, xong rồi trên cái chảo này mình tha một miếng bơ á, cho nó đừng có dính chảo á, xong rồi mình chỉ đổ bột lại thôi, đó, rồi chờ cho nó chín vàng xong rồi là mình vớt nó ra. Ôi hả, mẹ làm ngon hả? Dạ mẹ cô chú, con chào đi, con chào. Con chào ông bà cô chú. Giỏi quá, Lina của mẹ giỏi. Lina đi học có ngoan không? Dạ cô chú. Giỏi. Mẹ làm bánh khép ngon không? Dạ mẹ. Giỏi quá. Nè, cái bánh khép nó ra như vậy thì mình có thể chát với nhiều mứt hoặc là những cái thứ này giống như là sô-cô-la vậy đó. Đó. Hay là mình có thể chát với mứt, nhà mình có cái hũ mứt nhỏ nhỏ này nè, của một đứa bạn nó cho ngon. Đó. Tráng như tráng bánh xèo vậy đó. Đó, cho nó chảy đều hết, xong rồi cái quá lên để đem chút xíu nó chín rồi mình lật lại. Ina đói bụng rồi phải không? Bởi vậy Ina ăn nãy giờ mấy cái rồi? Ba cái rồi. Ôi dữ luôn, Ina ăn 3 cái luôn. Ăn này xong rồi khỏi ăn cơm luôn rồi. Thấy không? No luôn rồi. Vàng một mặt á, rồi cái mình trở lại. Trở lại cái mình đợi cho lớp dưới, mặt dưới nó vàng cái nữa là mình lấy ra. Cũng nhanh lắm, làm cái nhỏ nhỏ vậy nè. Đáng lẽ mình làm cái chảo nó lớn hơn á thì nó ra cái bánh lớn hơn. Mà cái này mình không có làm cái chảo lớn, mình làm cái chảo nhỏ thôi. Tại vì Elina nó ăn cái nhỏ nhỏ vậy nè cho nó gọn á. Đó, mình cũng có thể lật lại như vậy. Xong rồi mình làm lại, gấp lại thêm một cái nữa. Quá là là giống như người ta bán cho mình nữa đây thôi, này để đủ để ngày mai ăn sáng nữa nè. Đó, hai còn chút xíu bột nữa, được mấy cái nữa. Hai anh em ăn quá trời luôn, một đứa mấy cái luôn, cho nên là mẹ chiên không kịp ăn luôn. Giờ này bắt đầu mới xong mới no rồi, cho nên là mới còn lại đây rất là dễ ăn. Mấy đứa nhỏ nó thích lắm, nó có thể trát những cái gì nó thích lên. Ví dụ nó trát mứt dâu hay là sô-cô-la, có người thì cắt chuối bỏ vô nữa nha mọi người. Cái người cắt chuối á, phanh phanh á, rồi bỏ vô. Đó. Na no chưa? Dạ no cô chú. Ôi, dạ no cô chú. Ê, Na ăn mấy cái hồi nãy, Na ăn mấy cái rồi? Hả? 3 cái cô chú. 3 cái luôn hả? Trời ơi, cái bụng bao tử có một chút xíu à mà ăn 3 cái luôn, no hết trơn rồi cô chú ơi. Na chiều nay khỏi ăn cơm luôn rồi. Nên ăn khép no luôn rồi. Nhiều lắm. Tối ngủ không được á, nặng bụng lắm biết không? Thôi vậy đi Na, bye bye, xin chào cô chú ơi. Bye bye cô chú. Ngủ ngon nha cô chú. Ê, ngủ ngon nha. Nói cô chú chờ. Xin chào. Xin chào cô chú. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha cô chú.